bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân là đích đến thể hiện tính ưu việt, công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời góp phần khơi dậy tinh thần nhân ái, trách nhiệm, chia sẻ gánh nặng khi ốm đau bệnh tật trong cộng đồng. Để đạt được mục tiêu này, thời gian qua tỉnh Hưng Yên đã thực hiện nhiều biện pháp phát triển bảo hiểm y tế bền vững, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Phản ánh nhân ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam mùng 1 tháng 7. Đơn vị thận nhân tạo khoa nội, Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ đang tiếp nhận và điều trị lọc máu cho gần 50 bệnh nhân. Đây đều là những bệnh nhân suy thận nặng phải lọc máu, điều trị suốt đời. Trong đó có nhiều bệnh nhân có thời gian lọc máu lên tới trên 10 năm. Suy kiệt sức khỏe, không lao động được, cộng với việc phải tốn rất nhiều kinh phí cho việc điều trị bệnh, người nhà phải chăm sóc, có lúc tưởng không trụ được, nhưng nhờ tham gia bảo hiểm y tế mà sự sống của họ được kéo dài. Tôi chưa thận đến bây giờ là 18 năm, tiền thuốc men đi lại kèm theo nữa, người chăm sóc nữa cũng rất là nhiều chi phí. Độc của bảo hiểm của nhà nước cho một tháng đã mười mấy triệu rồi. Nếu không có bảo hiểm y tế thì chắc là không duy trì được mấy năm. Tôi nghĩ là mọi người cần thiết phải tham gia bảo hiểm y tế sẽ đảm bảo cho mình hơn. Xác định tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm y tế mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Những năm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham mưu với tỉnh triển khai thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người dân phát triển bảo hiểm y tế bền vững. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 1.147.000 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng gần 5.000 người so với năm 2022, đạt 89% so với kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Tỷ lệ bao phủ đạt trên 93% dân số. Trong đó có 9 nhóm đối tượng với trên 650.000 người được tỉnh trích ngân sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế. Hầu hết tất cả các bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Trung tâm Tiên Lữ thì đa số đều có thẻ bảo hiểm y tế, chiếm khoảng trên 97% để nâng cao chất lượng khám bệnh cũng như là chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân. Trung tâm cũng đã đầu tư về nhân lực, nâng cao về trình độ chuyên môn, rồi đầu tư trang thiết bị vật chất, cải cách hành chính, các cái áp dụng công nghệ thông tin đưa vào để làm sao giảm tối thiểu cái thời gian khám bệnh cho bệnh nhân, rồi tăng cao cái thời lượng chăm sóc điều trị cho bệnh nhân. Thực hiện đề án 06 của chính phủ, hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh đều được triển khai dùng căn cước công dân để đi khám chữa bệnh thay cho thẻ bảo hiểm y tế giấy, đồng bộ hóa được cái cơ sở dữ liệu của người có thẻ với căn cước công dân là được gần 90%, và cái mục tiêu của ngành sẽ cố gắng đồng bộ hóa trong cái thời gian là ngắn nhất, tiến tới là sẽ bỏ thẻ bảo hiểm y tế. Tính đến hết tháng 6 năm nay, Quỹ Bảo hiểm Y tế tỉnh đã thanh toán khám chữa bệnh cho trên 600.000 lượt người với số tiền trên 400 tỷ đồng. Trong đó, có gần 300 người được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi thanh toán với mức từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng một người. Thực hiện thông điệp truyền thông kỷ niệm Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam mùng 1 tháng 7 năm nay với chủ đề Hãy tham gia Bảo hiểm Y tế để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật. Hưng Yên quyết tâm duy trì phát triển bền vững các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, tuyên truyền mọi người dân tham gia không chỉ để đảm bảo quyền lợi cho chính mình mà còn là sự chia sẻ với cộng đồng, góp phần tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, đảm bảo công tác an sinh xã hội.